Chào mừng tất cả các em đã đến với trang web lời dạy hay.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành trả lời câu hỏi có trong bài học số 17, bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ 10, nằm trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay đó chính là câu hỏi luyện tập và vận dụng số 4, nằm ở trang sách số 90. Câu hỏi có nội dung như sau. Em có ấn tượng nhất với anh hùng dân tộc nào trong thời kỳ Bắc thuộc? Hãy giới thiệu vị anh hùng đó dựa vào các nội dung về tiểu sử, công lao, di tích lịch sử liên quan. Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy chú ý khai thác những thông tin có trong sách giáo khoa và liên hệ thực tế cũng như sưu tầm trên sách, báo, internet nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em giới thiệu về một anh hùng dân tộc, đó chính là Ngô Quyền. Thứ nhất về tiểu sử, Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm 898 ở tại Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Cha là Ngô Mân, là một hào trưởng có tài đức, là một người thông minh, được Dương Thị Nghệ gả con gái là Dương Thị Ngọc cho và cho cai quản đất Ái Châu ở Thanh Hóa. Về công lao, chúng ta có thể kể đến chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Sau đó, ông đã lên ngôi vua vào năm 939, đóng đô ở Cổ Loa, Hà Nội. Về những di tích lịch sử liên quan, chúng ta có thể kể tên Long Ngô Quyền ở Đồng Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, quần thể di tích Bạch Đằng Giang hay đình Hàm Kênh thờ Ngô Quyền. Và như vậy chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi luyện tập rồi. Hẹn gặp lại tất cả các em ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.